Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn ghé thăm kênh Doanh Khang Gia Đình của mình nha. Thì trong cái chuyên mục trồng vạn thọ Tết của mình á, thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình hoa vạn thọ và cũng như là cách mình sẽ chăm sóc cho cái vạn thọ trong ngày hôm nay ha. Thì vạn thọ của mình á, tính tới ngày hôm nay là đã được 21 ngày rồi đó các bạn. Thì mình gieo hạt vào cái ngày 25 và ngày 28. Thì nếu mà tính theo ngày 25 thì đến đây là 51 ngày rồi ha. Thì hiện tại như các bạn đã thấy thì vạn thọ của mình đã có những cái chậu lớn như thế này ha. Đây có những cái chậu này thì nó đã bung kén, nó đã ra. Mình đã thấy được cái màu của cánh hoa rồi đó các bạn. Thì những cái chậu mà đã thấy màu của cánh hoa thì là cái đợt mình gieo ngày 25. Và những cái chậu còn búp búp nhỏ nhỏ khoảng đầu ngón tay út như thế này á, thì là mình gieo vào ngày 28 nha. Và các bạn lưu ý là nếu như cái vạn thọ của các bạn đang trồng hiện tại á, nếu mà chưa có nụ hoặc là cái vạn thọ của các bạn mới xây tàn ra nụ nhỏ cỡ khoảng bằng cái hạt tiêu á, thì sẽ thường không có kịp trổ vào ngày 30 mùng 1 Tết nha các bạn. Thì nó sẽ trồi tới khoảng mùng 4, mùng 5 gì đó ha. Vì các bạn ở nhà trồng chưa Tết nên các bạn cũng không cần lo lắng quá ha. Thì nếu mà hoa có nở sớm hoặc nở trễ thì mình cũng sẽ được cắm hoa thôi nha ha. Và ngày hôm nay mình sẽ quay sơ cho các bạn xem là những cái chậu vạn thọ của mình cũng như là tiến độ trổ của vạn thọ mình ha. Ở đây các bạn thấy nè, những cái cây như thế này là những cái cây mà mình gieo vào ngày 25 này các bạn. Và đây là những cây mà mình gieo vào ngày 28. Thì tuy mà chỉ xê xích nhau 3 ngày thôi các bạn. Thì bây giờ cây đang cái trên đà phát triển để cho hoa đó, nên các bạn nhớ chú ý là mình sẽ tưới nước và chăm sóc thường xuyên nha. Cũng như mình sẽ kết hợp việc là bắt sâu và mình sẽ quan sát những cái mầm bệnh để mình kịp thời phun thuốc nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái loại thuốc mà kích hoa. Những cái bạn mà nếu như mình cảm thấy là cái hoa của mình đó trổ trễ hoặc là không kịp Tết như các bạn mong muốn thì mình sẽ sử dụng cái thuốc kích hoa nha các bạn. Và cái thuốc kích hoa của mình sử dụng hôm nay là cái dạng phân bón. Mình sẽ pha vào bình rồi mình phun trực tiếp lên lá luôn nha. Thì cái loại mà các bạn kích hoa thì tầm 3 đến 4 ngày thì các bạn phun một lần nha. Kích cho cái hoa ra sớm đối với những bạn trồng cây mà bị trễ đó. Thì đây là cái loại mà mình sử dụng để mình kích hoa nè các bạn. Rồi các bạn không biết các bạn có thấy kịp cái nhãn hiệu không ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cận để cho các bạn xem cái hiệu mà mình đang sử dụng nha. Nếu như các bạn không tìm mua được cái hiệu này thì các bạn có thể tìm cái hiệu mà có công dụng tương tự nha. Thì đối với cái loại này thì các bạn sẽ phun trực tiếp lên hoa và lá nha các bạn. Đó là cái phần mà mình sẽ phun để kích hoa đối với những bạn mà cái dạng thọ của các bạn trổ trễ đó. Còn hôm nay thì theo lịch thì mình sẽ tưới phân nha các bạn. Hôm nay mình sử dụng là phân NPK 20-20-15 hoặc các bạn có thể sử dụng thay thế là 20-10-10 nha. Thì các bạn nhớ ngâm phân trước 2 tiếng pha loãng rồi tưới và các bạn nhớ xả lại với nước ha. Thì trong thời gian mà mình pha phân đó, thì mình cũng xin nói thêm với các bạn nha. Thì nếu như các bạn sợ là cái hoa mình không có kịp nở thì ngoài cái việc mà các bạn sử dụng cái chai mà hồi nãy mình đã quay cho các bạn xem á, là cái kích hoa đó, thì bây giờ các bạn sẽ còn một cách nữa, các bạn sẽ ngưng nước ha. Các bạn sẽ ngưng nước
ngưng nước tưới trên cây tầm khoảng là từ 1 đến 2 ngày ha. Khi nào mà các bạn thấy là cái chậu cây của bạn cái lá nó hơi rủ rủ xuống một xíu thôi nha, thì các bạn sẽ tưới nước 2 tới 3 cử một ngày. Các bạn tắt nước vô ha, thì lúc đó thì cây nó sẽ phát triển mạnh hơn và nó sẽ kích thích cho cái hoa nở nhanh chóng hơn nha các bạn. Và ngược lại, nếu trường hợp mà các bạn trồng hoa đó, hoặc có thể là các bạn mua cái cây con ở ngoài chợ đó, thì hoa của các bạn sẽ trổ sớm. Và nếu như mà các bạn trổ sớm đó, các bạn không thích đó, thì mình sẽ kìm cái hoa nở sớm bằng cách là mình sẽ tưới ure pha loãng ha, và mình sẽ tưới nhiều nước. Mình sẽ tưới nước thường xuyên cho cái dạng thọ của mình ha. Mình sẽ tăng lên là từ 2 tới 3 cử trên một ngày nha. Và làm như vậy thì cây các bạn sẽ nở chậm lại vài ngày đó các bạn. Thì những cái cách này thì cũng có nhiều bạn chia sẻ đó, bạn bè của mình đó, trồng bạn thọ cũng rất là nhiều, nên là các bạn đã chia sẻ lại cho mình thì mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn áp dụng làm thử thôi ha. Rồi, đợt này mình tưới phân thì mình sẽ tưới phân trực tiếp vô cái gốc của dạng thọ luôn nha các bạn. Nếu mà dạng thọ của các bạn không có để lên vàng, các bạn trồng ở dưới đất thì các bạn nhớ chú ý mình bắt sâu đất cho cái dạng thọ của mình nha. Tại vì cái dạng thọ của mình ra lá nhiều, đậm rạp thì sâu đất nó hay núp ở dưới cái gốc cây lắm. Và các bạn cũng nhớ là mình quan sát những con ốc ma nữa nha.